Quyện ủy Vĩnh Thạnh vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt ra soát bổ sung quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh bí thư, phó bí thư quyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 và quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh bí thư, phó bí thư quyện ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2026 -2025. 2031. Trong quy hoạch lần này, quyền quỹ Vĩnh Thạnh chú trọng nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, đáp ứng các điều kiện về tiêu chuẩn theo quy định 592 của thành quỹ. Qua đó, rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục quy hoạch 59 đồng chí và ban chấp hành đảng bộ quyện nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch ban thường vụ quyện quỹ 17 đồng chí trong quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu quy hoạch ban chấp hành đảng bộ quyện 61 đồng chí, giới thiệu quy hoạch ban thường vụ quyện quỹ 19 đồng chí, giới thiệu quy hoạch chức danh bí thư quyện quỹ 2 đồng chí, phó bí thư quyện quỹ 6 đồng chí, chủ tịch phó chủ tịch hội đồng nhân dân quỹ ban nhân dân quyện nhiệm kỳ 2026-2031, số lượng giới lượng quy hoạch tương đương nhiệm kỳ 2021-2026.